Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Ôi, tôi chưa kịp nói đã nhảy xuống rồi. Đầu xanh mấy ông nhảy đâu vậy? Sướng hả? Sướng hả? Sướng hả? Sướng hay đâu vậy? Tưởng đi chấm mà. Ok. Đầu phỏng chưa kịp giới thiệu nữa. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đấu tranh theo kiểu tròn. Đồng đội của mình là gồm có Trí, Phúc và Quý, một tem cứng của một đồng đội rất là gà. Ừ, anh cũng bị lắc rồi nè, không lấy được gì hết á. Đậu Cái xanh, bụng ấy gì rồi? anh không lấy được gì hết á. Sao mẹ này gọi chiến chiến cậu Thôi à? cứ lấy đi rồi tí nữa nó tự nạp vô à. Đây là một trận đấu hài hước nhất. Không ai lấy được đồ hết. Nguyên tên Đây luôn có hàng nè. Đủ quá đâu có đồ ấy. rồi. Ok, lấy được rồi đó, lấy được rồi đó. Nào, lấy đi, lấy đi. Tới cuối em anh ơi. Hả? Từ từ, chờ anh xíu. Chờ đi, chờ đi. Anh thấy nó rồi. Làm gì? Ôi ôi, nó AK, nó AK đó. Đầu xanh đó. Anh tưởng nó súng lục nữa chứ. Anh tưởng nó súng lục. Đầu xanh đứng sau lưng tưởng nó súng lục. Đậu phộng để anh. Đậu phộng. Cho bình máu đi. Cho bình máu. Có ai có bình máu không? Thôi kệ đi. Anh đã đi một phần ba quãng đường. Có xe kìa. Chắc đi theo cái trò quá. Đi vô gì vô lên máy đi, nhà máy không được đâu. Kiểu này xếp Cắm hàng phải chưa? bắn đàng hoàng lại đó, nhầy quá. Cắm chưa? Tìm ghi máu cho. Ai thở gì ghê. Chị ơi có máu không, cho một bình máu đi, cho một tín hiệu bằng viên đạn đi. Ui ui, ông Chí ông đứng đó ông núp làm gì vậy? Lần đó có mình máu á, không chết nè. Ui ai bán vậy? Trên 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 Đó. trên trên kia. Thật gần mà. Đậu Rồi chi phộng nữa? ai trên vậy? Đây nè, nó ngoài nè, nó ngoài nè. Rồi cái liền. Con Còn xe sao không nha. anh? Xem. Đậu Nè. phộng mất cái ba lô hai nhanh thiệt. Rồi mất luôn có khẩu súng luôn. Cảm ơn nha. Đậu phộng nó ở Ông dưới em á. nói vậy? Anh hết đạn rồi nha. Chị hút anh ơi, hai nó nằm rồi. Bay lên nào, nhảy cao nào. Bay lên nào nhảy. Cho bình máu cái nha. Còn đâu anh ơi? Còn còn hả?
Thôi á, bắn nha anh, bắn nha anh, bắn phụ anh. Nằm rồi, nằm rồi, cứu đi, cứu đi, cứu đi, cứu đi, cứu nè. Lực bút ơi, bồ nó trọng á. Từ đi. Mày nó đâu qua trời. Từ đi, cần 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 máu đã. Ông Chí, ông Chí hết máu rồi, ông Chí tới đây, ông Chí tới đây. Nè, nè, nè. Lụm đồ đi, lụm đồ đi. Bơm máu trước đi, bơm máu trước đi. Ơ, ông ngồi, đưa đèn đi. Để chút tỉa đi, chút tỉa, để chút tỉa không. Chí, chút tỉa chứ. Phúc ơi, từ từ Phúc ơi. Đợi tem vô nữa. Còn không, còn trong không? Mày, mà không biết đó đâu. Em cầm AK, em không dám sấy. Căng quá. Ây, nhảy xuống cái mất cục máu, uổng ghê thật. Có xem dục đâu rồi ta? Hạng mà có gì đâu căng với ta? Ừ, hạng thôi mà. Khu vực này hết đồ rồi, đi đi qua khu vực khác kiếm đồ đi. À, nãy thấy cái máu rồi, đem đi ra lấy á. Nào thấy anh cầm cái chảo không? Không biết cái chảo này đỡ được nhiều đạn không nữa. Lên dân cư chơi đi. Dân cư nó lót đồ xong nó chạy xuống á. Em có hai bình máu nè, chị lên chị. Dầu phốt đi theo mày. Có dấu hiệu ông chí mà hỉnh nha, hết. Hết máu mà điện hỉnh, rồi gù da chắc luôn rồi. Khôn vãi. Máu nằm chí ơi, máu nằm, máu nằm, máu nằm, máu nằm. Ây sao đi xa thế. Bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Để tôi súng 2 cho tôi súng 2 nè. Ba lô 2 của ai đây? Ai mà để cái ba lô 2 ở ngay trước mặt mình. Ôi trận này nghèo quá chết luôn á. Máy bay kìa, máy bay kìa. Để nó. Thôi đi luôn đi. Để nó xem giờ trước cho. Tính đấy nha, gần em siêu. Có xe kìa. Đây, đây. À, cục thính đó mà rớt, rớt ngay đầu, cái tét đầu liền á. Ơi, xe sau lưng anh, xe sau lưng anh. Cô gia nha. Cô gia, cô gia, cô gia. Xe sau lưng anh á. Để em xếp không ạ, không quay lắm không. Đâu anh? Đó, 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 dưới á. Dưới, dưới, dưới. Mấy đứa không biết mấy đứa nha. Chí với mũ chí ơi. Đậu phộng đó. Má. Vậy mà cũng tông trúng nữa. Bắn đi, bắn đi. Còn, 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 ngồi, ngồi cột điện kìa. Ok, hay quá tem ơi. À. Không anh. Gì? Bốn cái trên xe em đậm chạy chịch. Anh đứng mà anh không ngờ là cú đó nó tông trúng luôn á. Em lượm lượm con da cái. Em đã đi một quãng. Thôi mình hát dở quá. À. Sao lúc nào mình cũng là người chết trước vậy? Sao dạo này bắn sau á nha. Lúc nào cũng là chết trước hết á. Thường thường là chết cuối mà. Đồng ba nè. Đồng ba, chết chết này chứ rồi. Đó chứ. Đi qua cục tính nha. Mọi người thấy không? Mọi người thấy chưa? Chúng nó. Đi em chở nó hút gì?
Anh mà không bị hút chắc 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 là giết được. Nó đè anh nó bắn mà. Đây máy bay kìa. Phải phải lên thủ á, heo kiếm con mà. Em tú thì chịu thủ luôn. Rồi xong. Trí lái xe quá chuẩn. Cho anh một like vì trình độ lái xe của anh. Anh ta đang làm gì đây? Và anh ta đang cầm trên tay một khẩu AWM. Và anh ta sẽ làm gì tiếp theo? Anh ta đã cầm súng và anh ta thủ. Và anh ta đã chạy. Và hiện tại trên người anh ta chỉ có một khẩu AW. Không hiểu tại sao anh ta có thể cầm một khẩu AW anh ta chạy như vậy được. À không không không, anh ta có Groja. À nhưng mà thực chất anh ta nhét cái cây Groja đó vào vào ở trong quần hay sao mà không bao giờ thấy được. Đó là một cái trình cao, có thể cất được cái cây đó vào trong quần được. Rồi tiếp tục ta đến với anh Quý. Anh Quý nhà ta đang hoang mang một điều gì đó. Và anh ta đang ngồi xuống và anh ta đang nhìn cái gì vậy? Anh ta không thấy được cái gì cả. Anh ta đang nhìn cái gì? Wow, và anh ta không nhìn cái gì cả. Anh ta đang nhìn hướng thẳng tới. Rồi anh ta đang chạy lên đồi lại. Và anh ta không làm gì cả. Rồi chúng ta sẽ đến với nhân vật tiếp theo, đó là anh Phúc. À anh Phúc đang nhìn chiếc máy bay. Và anh thấy chiếc máy bay rất là lạ. Anh tưởng đó là một con chim quái thai. Rồi anh đã không được nhìn thấy con chim đó một lần nào nữa. Rồi anh ta đã lên xe. Rồi anh ta đang cố đưa chiếc xe lên đồi. Anh ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Wow. Ở đây có biến. Bên đây có biến, bên đây có biến. Rồi. Đã thấy ngay gốc cây rồi. Anh Quý đang canh headshot. Và anh Phúc đang lao tới và sẽ làm gì đây? Rồi, hai thằng hay quá. Anh Phúc đã được hai thằng. Ok, hay quá. Ok, anh Phúc đã được giết được ba thằng. Double kill, multi kill. Rồi chạy bo. Anh ta đang cố gắng chạy bo. Rồi, anh ta đang lút đồ. Anh Quý này không sợ bo. Anh không sợ gì, chỉ sợ già. Và anh ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Wow, anh ta đã chạy vô được bo rồi. Và tiếp tục xem anh Phúc sẽ làm gì. Và anh Phúc không sợ gì, anh Phúc đã lao thẳng vào bo. Và anh ta sẽ làm gì tiếp theo? Anh ta lút đồ, anh đứng khá lâu, khoảng thời gian khá lâu cho anh Phúc. Và... Lấy xe về. Rồi anh Phúc đã lên xe rồi. Rồi anh Phúc đang dê xe lại. Để đi, mẹ đi cất chóng. Rồi anh Quý sẽ cầm tài. Tiếp theo ta xem anh Quý sẽ cầm tài như thế nào. Chim gắn gấp quá, đèn gắn đầu mà cũng chọt, nó nhúc chích thì không bắn được luôn. Rồi anh Quý và anh Phúc đang trên một con xe. Cùng em đi trên bao đại dương, cùng em đi qua bao tháng ngày. Hai anh đã thấy cái gì rồi? Rồi hai anh đang đi săn lùng. Và à, hai anh ra thấy được kẻ địch. Wow, một cú nóc. Có hàng nữa. Rồi, hay quá. Anh Quý đã giết được hai thằng. Double kill nghiêm vừa rồi của anh Quý. Ba thằng. À, ba thằng hả, multi kill. Rồi, đây là đến chiến lược thẩm du trên trên trời. Hai anh đang cố gắng thẩm du. Hai anh đang lăn làm gì tiếp theo? Liệu có lấy được top hay không? Đó là một chuyện. Đây quả thật là một trận bắn khá là ngang tài ngang sức. Hiện tại thì còn cả hai tem và hai anh đang cố gắng thẩm du trên trời. Và tiếp theo hai anh sẽ làm gì đây? Và hai anh lựa chọn quyết định là đi trên xe. Và chúng ta hãy cùng đón xem sẽ có chuyện gì xảy ra. Bướm đã xảy vô xe hậu chơi luôn á. Rồi anh ta đang lao thẳng vào bo. Rồi không có xe mốt lên trời gì nữa không? Rồi hai anh ta đã lên trời được. Rồi hay quá, anh ta đã bắn trúng xe rồi. Rồi anh ta bắn. Đúng rồi anh ta bắn. Hay quá.
anh ta bắn khá là hay. Rồi anh ta đang ngồi xuống. Bên cái cậu bé, đá hả? Bên phía ngay đồi, bên phía ngay cây chòi bên kia. Chòi bên kia đang có người và hai anh ta đang khá là cẩn trọng trong cái trường hợp này. Nãy thấy chấm nào không đây không anh? Mấy cái chấm chấm đá. Chòi bên kia, chòi bên kia. Có cục đá nữa, thằng cục đá. Cục điện phía chết chưa? Chưa. Dịp còn 3 đứa nữa. Một kế đâu đây? Rồi, khá là hồi hộp. Chúng ta sẽ dự đoán kết quả như thế nào đây? Tưng 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 tưng. Rồi kết quả nó sẽ như thế nào? Ai sẽ là người trúng giải độc đắc? Cục điện chưa chết. Wow. Và có một cái bò rất là đẹp. Dưới không? Đẹp dưới cây không? Không cần đâu, không cần đâu, không cần đâu. Cái này không cần đâu. Chết á. Nó cũng chạy bo à, nó chạy bo trước mình mà lo gì. Làm gì phu? Như vậy hả? Từ từ đi, nó chạy bo trước mình mà lo gì. Nhưng mà nó vô cái cây là coi như mình thua rồi đó. Rồi chạy đi phút, chạy phút đi, không lộ phút. Chạy đi, chạy đi. Nó vô bo trước là mình thua nè. Ủa chắc luôn. Vô đi, vô đi, vô đi. Từ từ đi, đợi nó bắn xong nữa. Rồi chạy đi. Xuống cây dưới luôn. Đi nha, đi nha. Hay quá. Một chắc rồi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục xem trận bắn. Đúng rồi. Hai anh ta đang chơi chiến thật là hai bên thủ. Hay quá. Và anh Quý. Sẽ là anh Quý. Một mạng yêu về đội của anh Quý. Anh Quý sẽ làm gì tiếp theo? Có một thằng trên hướng bên tay phải của anh Quý. Anh Phương Quý sẽ làm gì tiếp theo đây? Rồi. Anh kia đang khó chịu. Anh kia chắc là chết bo chắc luôn. Rồi. Anh AFK làm gì đây? Rồi anh Quý. Anh Quý đang bắn. Hay quá. Đã lấy top 1 được rồi. Cảm ơn mọi người đã đón xem clip. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Và nhớ đăng ký kênh của mình và cho một video một like nếu cảm thấy hay nha. Nói chập lèo lưỡi luôn à.